Chương 1 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trong 25 năm cuộc đời mình, Robin Elcott đã từng gặp đủ chuyện ly kỳ và bất ngờ, nhưng chưa có hôm nào như hôm đó. Cô thức dậy và tự dưng cảm thấy chắc chắn rằng hôm nay sẽ là một ngày không thể quên. Đêm hôm trước, bạn trai lâu năm của cô là Matthew đã ngỏ lời cầu hôn ngay dưới tượng thần tình yêu ở vòng xoay Piccadilly Circus. Robin đồng ý rồi anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm và thú thật rằng đáng ra anh định ngỏ lời trong nhà hàng Thái nơi hai người vừa ăn tối kia. Nhưng lại không liệu trước được là có một cặp ngồi đằng sau hai người cứ im ỉm nghe trộm họ nói chuyện từ đầu đến cuối rất khó chịu. Vậy nên Matthew đành rủ Robin đi dạo một vòng trên những con đường đã tối đen, mặc cho cô phản đối vì ngày mai cả hai đều phải dậy sớm. Và cuối cùng, cảm hứng trào dâng, Matthew dắt tay cô nàng khi đó vẫn đang sừng sốt về phía bức tượng. Ở đó, giữa những cơn gió lạnh lẽo, rất là không giống phong cách Matthew, chàng đã quỳ xuống, ngỏ lời cầu hôn trước mặt đám khán giả là ba kẻ vô gia cư đang ngồi trên bậc thang. Uống chung một chai có vẻ chứa rượu cồn. Với Robin, đó là lời cầu hôn hoàn hảo nhất trong lịch sử cưới xin xưa nay. Matthew còn mang cả nhẫn trong túi, chiếc nhẫn giờ đây Robin đang đeo. Một viên sapphire, hai viên kim cương vừa khít tay cô. Trên đường vào thành phố cô không thể rời mắt khỏi bàn tay mình đang để trên đùi. Matthew và cô giờ đây cũng đã có một sự tích vui vui để sau này kể cho con cái. Trong câu chuyện đó kế hoạch của Matthew, cô vẫn còn choáng váng vì Matthew có lên kế hoạch hẳn hoi, không thành như hóa ra lại hay cô thấy yêu quá cả ba tên lang thang, mặt trăng, và Matthew run dày quỳ gối. Cô yêu luôn tượng thần tình yêu, vòng xoay Piccadilly dơ bẩn cũ kỹ và chiếc taxi đen sau đó đã đưa họ về Clapham. Cứ như thể cô yêu cả London vậy, mặc dù vẫn chưa quen lắm thành phố này sau một tháng dọn đến. Ngay đến đám khách đi tàu điện xanh sao và cáu kỉnh hàng ngày cũng không làm cô bận lòng cô bước ra khỏi tàu, trong một sáng tháng ba lạnh lẽo ở ga Tottenham Court Road. Robin đưa ngón cái vuốt ve mặt dưới chiếc nhẫn bạch kim, và thấy sướng run cả người khi nghĩ đến việc giờ nghỉ trưa sẽ đi mua vài cuốn tạp chí chuyên đề đám cưới. Cánh đàn ông liên tục liếc Robin khi cô chen chúc qua công trình xây dựng ngay đầu phố Oxford, vừa đi vừa nhìn vào mẫu giấy trong tay phải. Xét theo tiêu chuẩn nào thì Robin cũng rất xinh, cao lớn và đầy đặn, tóc vàng gợn sóng theo mỗi bước đi, hơi gió lạnh làm gò má cô ửng hồng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm thư ký thời vụ, hợp đồng chỉ trong một tuần. Từ khi dọn đến London sống với Matthew, Robin nhận toàn những việc tạm thời, nhưng hy vọng chuyện này sẽ không lâu nữa. Sắp tới cô sẽ có một cuộc phỏng vấn công việc đàng hoàng, cô hay nói thế. Phần khó nhất trong những công việc kiểu này thường là làm sao tìm ra văn phòng làm việc. So với thị trấn nhỏ ở Yorkshire nơi Robin ở trước đó, London thực quá rộng lớn, rối rắm và khó hiểu. Matthew đã dặn dò cô đừng có vừa đi vừa đọc sách hướng dẫn chỉ đường, London A tới Z, vì như thế trông cô không khác gì khách du lịch, rất nguy hiểm, vậy nên Robin thường chỉ trông vào những bản đồ vẽ tay ngoằn ngoèo mà chỗ môi giới việc làm đưa cô không tin như vậy thì có vẻ giống người lân đần hơn những thanh chắn kim loại và mấy bức tường nhựa xanh bao quanh công trình xây dựng che hết cả nửa số điểm mốc định hướng trên bản đồ làm robin càng khó tìm đường hơn robin băng qua con đường đang bị đào xới đến trước một tòa nhà văn phòng ứng với địa điểm center point trên bản đồ tòa nhà trông như một miếng bánh oa khổng lồ bằng bê tông dày đặc những ô cửa sổ vuông vức robin đi tiếp về phía phố denmark cô tìm ra văn phòng gần như là tình cờ khi men theo một lối đi hẹp có tên là ngõ denmark đổ ra một con đường ngắn với những cửa hàng nhiều màu sắc trưng bày đàn guitar keyboard và đủ loại nhạc cụ linh tinh lại đến hàng rào sơn đỏ và trắng rào quanh một cái hố giữa đường mấy người công nhân làm đường mặc quần áo phản quang bắt đầu huyết gió chọc ghẹo robin cô lơ hết robin nhìn xuống đồng hồ đã trừ trước thời gian nhỡ bị lạc nên cô đến nơi sớm trước cả 15 phút. Cánh cửa đen không có gì đặc biệt mà cô đang tìm nằm ngay bên trái quán ba cà phê số 12. Trên cánh cửa cố một màu giấy nhỏ ghi tên chủ nhân văn phòng dán bằng băng dính ngay cạnh chuông cửa tầng 2. Nếu hôm đó cũng như những ngày khác, nếu trên tay cô không có chiếc nhẫn mới lấp lánh, Robin hẳn đã thấy hơi nản trí. Tuy nhiên lúc đó ngay cả miếng giấy sộc sạch và vết sơn chóc trên cánh cửa, cũng như những người vô gia cư đêm qua, đều trở thành phong nền cho câu chuyện lãng mạn của Robin. Cô lại xem đồng hồ, viên Saphir ánh lên, khiến tim cô loạn một nhịp, và sau này trong cả cuộc đời còn lại Robin không bao giờ chán ngắm ánh lấp lánh ấy cả. Trong tâm trạng hân hoan, cô quyết định đi vào sớm để người ta thấy cô nhiệt tình ra sao với một công việc tầm thường. Robin vừa với tay định bấm chuông thì cánh cửa đen mở bật ra từ bên trong, một người phụ nữ bước ra. Một giây sững lặng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, căng người chuẩn bị cho cú đụng chạm sắp xảy ra. Hôm đó mọi giác quan của Robin sắc bén lạ thường, họ kịp thời né nhau suýt soát. Người phụ nữ tóc đen nhanh chóng đi xuống đường, rẽ ngoặt ở góc phố rồi khuất dạng, nhưng trong giây lát Gương mặt trắng muốt ấy đã kịp gây ấn tượng sâu sắc với Robin đến nỗi cô nghĩ mình có thể vẽ lại nó chính xác từ trí nhớ. Một gương mặt tuyệt đẹp bừng bừng vẻ điên giận lẫn hả hê. Robin kịp bắt lấy cánh cửa trước khi nó đóng lại, đằng sau cánh cửa là một lối cầu thang tối tăm. Cầu thang sắt kiểu cụ uốn lượn quanh một cái thang máy kiểu lồng chim cũng cũ kỹ không kém. Robin tập trung, cố không để gót giày vướng vào bậc thang, cô đi lên tầng 1, ngang qua cánh cửa có gắn một tấm poster lồng khung, ghi chữ Crowdy Graphics, rồi tiếp tục đi lên. Chỉ tới khi cánh cửa gương trên tầng tiếp theo hiện ra Robin mới biết cô sắp làm việc gì. Trung tâm môi giới không hề nói gì trước với Robin cả. Trên cánh cửa gương có khắc cùng tên người với mảnh giấy dán bên chuông cửa ở tầng dưới c base và dưới đó là dòng chữ thám tử tư robin đứng im miệng há ra cảm giác kinh ngạc này chỉ mình cô mới hiểu cô chưa bao giờ thổ lộ với anh kể cả matthew về ước mơ bí mật có phần trẻ con của mình vậy mà hôm nay nó đã ở ngay trước mắt cô ngay hôm nay chứ không phải ngày nào khác cứ như Chúa đang nháy mắt đùa với cô vậy, sự việc vừa xảy ra càng làm cô tin chắc hôm nay là một ngày đặc biệt, chắc hẳn có liên quan với cả Matthew và chiếc nhẫn. Mặc dù xét cho cùng những chuyện đó chẳng dính dáng gì tới nhau. Vẫn cực kỳ hân hoan, cô bước chậm chậm tới cánh cửa. Robin đưa tay trái ra, viên sapphire sẫm lại dưới ánh sáng mờ, với lấy nắm đấm cửa, nhưng ngay trước khi Robin chạm vào thì cánh cửa gương bỗng mở tung lần này thì không suýt soát gì cả. Một người đàn ông khoảng 100kg đâm sầm vào người Robin, cô ngã ngửa ra sau, túi sách bắn lên không trung, hai cánh tay hô loạn ở khoảng không ngay trên dãy cầu thang lát léo. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trong tiếng hét thất thanh của Robin, Stry hứng chọn cú va đập và phản ứng theo bản năng. giơ tay về phía trước túm bừa một nắm cả người lợn áo bị đau bất ngờ robin hét thêm một tiếng nữa vang vọng khắp những bức tường đá rằng co một hồi stray cuối cùng cũng giữ được robin không bị ngã xuống cầu thang nhưng tiếng hét của cô vẫn vang khắp toàn nhà lúc đó stray nhận ra mình cũng đang giống lên chết mẹ robin gặp người đau đớn dựa vào cánh cửa văn phòng vẫn còn rên gì nhìn cái dáng khom lệch qua một bên của Robin, một tay luồn dưới cổ áo khoác ép chặt, Stry luận ra chắc hắn đã cứu cô bằng cách chộp lấy, bên ngực trái của cô. Mái tóc vàng óng, dày gợn sóng che bớt khuôn mặt đang đỏ vì ngượng của Robin, nhưng Stry vẫn thấy được mấy giọt nước mắt chảy ra. Khốn thật, xin lỗi cô, giọng của Stry rội quanh cầu thang tôi không thấy cô đứng đó cứ nghĩ là không có ai hết từ tầng dưới tay họa sĩ thiết kế lập dị ở một mình la lên chuyện gì trên đó vậy đúng một giây sau lại có tiếng càm ràm nghèn nghẹt từ bên trên cho thấy ông chủ quán ba dưới nhà hiện đang ngủ trong căn hộ áp mái ngay trên văn phòng của stray cũng vừa bị quấy dày có lẽ là bị đánh thức sau tiếng động Mời cô, trai dùng ngón tay đẩy cửa để tránh đụng chạm thêm vào người cô gái đang dựa vào đó, mời cô vào trong. Mọi thứ ổn cả chứ, gã họa sĩ gọi lên lần nữa. Trai đóng sầm cửa lại. Tôi không sao cả, Robin nói dối, giọng run rẩy, người vẫn co rúm lại và tay còn đặt trên ngực, quay lưng về phía trai. Một lát sau cô đứng thẳng, quay người lại, gương mặt vẫn đỏ bừng và mắt vẫn ướt kẻ vừa bất ngờ xông vào cô trông thật to lớn, dâu tóc xồm xoàm, cộng thêm một cái bụng hơi phệ ra, rất giống con gấu xù xí. Một bên mắt của Stry sưng lên, bầm tím, chỗ ra dưới lông mày bị cháy. Bên má trái vẫn còn dấu ngón tay ửng đỏ rơm rớm máu, cả một bên cổ dưới cổ áo nhắn nhúm cũng vậy. Anh là Stry hả? Ừ, tôi, tôi là nhân viên tạm thời. Là gì kia? Nhân viên tạm thời. Từ trung tâm giới thiệu việc làm giải pháp tạm thời, anh biết mà. Tên của trung tâm vẫn không thể xóa hết sự ngờ vực trên gương mặt méo mó của Stray. Hai người nhìn nhau, vừa dè dặt vừa đối địch. Cũng như Robin, Cameron Stray cũng vừa trải qua 12 tiếng đồng hồ mà hắn sẽ nhớ mãi, thực sự đánh dấu một trang mới trong cuộc đời giờ đây có vẻ như định mệnh lại gửi đến một phái viên áo khoác thắt eo màu be chỉ để nhắc Trai rằng đời hắn toàn gặp tai họa. Hắn không định có thêm nhân viên tạm thời nào nữa. Trai muốn dẹp luôn hợp đồng với trung tâm sau khi đuổi việc người tiền nhiệm của Robin. Họ bảo cô làm bao lâu? Trước mắt là một tuần. Robin trả lời, thật chưa từng gặp ai kém nhiệt tình hơn gã này. Trai tính nhẩm trong đầu. Một tuần theo đơn giá của bên trung tâm việc làm sẽ đẩy khoản thâm hụt trong tài khoản của phình to đến mức không sao cứu vãn được. Biết đâu sẽ là giọt nước cuối cùng tràn ly như bên ngân hàng vẫn hay bóng gió. Cô chờ tôi chút." Stray bỏ ra khỏi văn phòng, rẽ phải đi vào một cái toilet nhỏ xíu ẩm ướt. Hắn chốt cửa lại rồi nhìn vào tấm gương nứt lốm đốm trên bồn rửa mặt. Khuôn mặt trong gương chẳng có gì đẹp đẽ chán cao, râu da, mũi to bành và chân mày rậm, hơi giống như Beethoven thời trẻ già hoặc Beethoven có mê thêm món đấm bốc, lại thêm một bên mắt bầm tím sưng vù. Mái tóc săn dày, nhún nhảy như lò sò từng khiến Stry được đặt cho nhiều biệt danh lúc còn trẻ, trong đó có tổ chim. Trông hắn già hơn cái tuổi 35. Stry chèn nút đậy vào lỗ thoát, mở nước đầy bồn rửa mặt nứt nẻ cũ kỹ, hít lấy một hơi thật sâu rồi nhúng đầu vào. Nước bắn ra khắp dày, nhưng hắn không thèm để ý, tập trung tận hưởng 10 giây bình yên trong nước lạnh như băng. Những hình ảnh lộn xộn của tối qua hiện về trong tâm trí hắn. Đồ bừa đồ đạc trong ba ngăn kéo vào cái túi thể thao trong tiếng la hét của Saler, gạt tàn thuốc bay ngay vào chân mày khi hắn ra đến cửa và quay lại nhìn cô nàng lần cuối, đi bộ xuyên qua thành. Phố trong đêm đến văn phòng rồi ngồi luôn trên ghế ngủ được một hai tiếng gì đó sau đó là hồi kết kinh hoàng khi salert tìm ra hắn lúc tờ mờ sáng để bồi thêm mấy nhát mà cô nàng chưa kịp làm trước khi hắn bỏ đi hắn đã quyết không níu kéo gì nữa sau khi salert trồ vuốt vào mặt hắn và chạy ra phía cửa nhưng rồi không hiểu điên khùng thế nào hắn lại chạy theo cuộc rượt đuổi nhanh chóng kết thúc với sự can thiệp vô tình của nhân vật phụ vừa xuất hiện khiến hắn phải ra tay đỡ lấy rồi rối rít an ủi hắn nhấc đầu ra khỏi nước lạnh, thở hắt ra và rên hừ một tiếng. Gương mặt và cả đầu hắn lạnh tê dễ chịu. Hắn với tay lấy cái khắn cứng queo như bìa các tông treo đằng sau cửa lau cho khô rồi lại nhìn vào bộ mặt khốn khổ hiện ra trong gương. Mấy vết chày trên mặt sau khi đã được rửa sạch vết máu khiến mặt hắn trông giống như một cái gối nhan nhúm. Giờ này chắc Salert đã ra đến ga tàu điện. Lúc nãy hắn vùng chạy theo một phần vì lo sợ cô nàng lao mình xuống đường tàu. Hồi xưa, khi hai người mới chừng hai mấy tuổi, có lần sau một trận cãi vã dữ dội, cô nàng leo lên nóc nhà, say xỉn lạng quạng, thề thốt sẽ nhảy xuống. Có lẽ trai nên biết ơn giải pháp tạm thời đã khiến hắn phải dừng cuộc đuổi bắt. Biết đâu nếu đuổi theo hắn sẽ hối không kịp nhất là mới sáng tờ mơ thế này. Lần này phải cắt đứt thật sự hắn sửa lại cổ áo, kéo chốt mở cửa, đi ra khỏi toilet và vào lại văn phòng. Bên kia đường đám công nhân vừa bật máy khoan. Robin đứng trước bàn làm việc, quay lưng về phía cửa. Cô rút vội tay khỏi áo khoác khi hắn bước vào, hắn đoán chắc là cô lại vừa xoa ngực. Ừm, cô không sao chứ, Stry hỏi, cố ý không nhìn vào chỗ bị thương. Tôi không sao, nếu anh không cần, tôi sẽ đi ngay, Robin nói đầy tự trọng không, không có chuyện đó, Stry mở miệng ngay, hắn thấy tới giọng nói mình cũng gớm ghiếc. Một tuần thì ổn thôi. À, đây là thư từ hôm nay, hắn nhặt đám thư dưới thảm chùi chân rồi giải ra trên bàn trống trước mặt cô, như một cử chỉ làm hòa. Ừm, phiền cô mở thư, nghe điện thoại, dọn dẹp chung quanh, mật khẩu máy tính là mươi 23, để tôi viết ra. Rồi hắn viết ra trong khi Robin nhìn hắn, vẫn chưa hết lo lắng và ngờ vực. Đây, tôi sẽ ở trong kia. Hắn bước vào văn phòng phía trong, đóng cửa cẩn thận rồi đứng yên lẳng lặng, mắt dán chặt vào cái túi thể thao đặt dưới bàn làm việc trống trơn. Trong đó là toàn bộ gia tài của hắn hiện giờ, hắn biết chắc không kiểu gì lấy lại được 9 phần 10 số đồ đạc vẫn còn để lại nhà xa lớt. Tới trưa này chắc chúng cũng sẽ biến mất, bị đốt, bị vứt ra đường, bị băm vằm và nhúng thuốc tẩy. Bên kia đường, tiếng máy khoan vẫn ẩm ý. Rồi hắn nghĩ tới khoản nợ khổng lồ, không cách gì trả được, hậu quả thê thảm đi sau công việc cũng sắp sửa thất bại của hắn. Hàng loạt xui rủi kéo đến, cứ như đã được định sẵn khi hắn chia tay xa Trong sự mệt mỏi dã rời, Stry thấy tất cả hiện ra trước mắt hắn như một ống kính vạn hoa toàn những hình ảnh kinh dị. Hắn đi quanh như người mất hồn, rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế hắn vừa ngồi ngủ tối qua. Bên kia vách ngăn có tiếng lạo xáo, giải pháp tạm thời chắc hắn đang khởi động máy tính và sẽ sớm nhận ra rằng trong ba tuần rồi chẳng có cái email nào dính đến công việc cả và rồi đúng như hắn yêu cầu cô ta sẽ mở hết đám thư đòi nợ giã rời đau đớn và đói bụng stray gục mặt xuống bàn vùi tai ụp mắt xuống cánh tay để khỏi nghe thấy gì cả trong khi đó ở phía bên kia vách sự nghiệp ê chề của hắn đang được phơi ra trước mắt một người xa lạ Chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com 5 phút sau có tiếng gõ cửa, Trai vừa suýt ngủ gục liền bật dậy, ngồi thẳng trên ghế. "Gì đó cô?" Hắn vẫn còn mơ màng nghĩ tới Salot nên thấy ngạc nhiên khi một cô gái khác bước vào phòng. Cô đã cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một chiếc áo len màu kem ôm dáng vừa vặn, hơi bị gợi cảm. Shai vút tóc, "Ừm, có thân chủ đang đợi anh." Tôi mời ông ta vào được không? Có cái gì kia? Thân chủ, anh Stray. Stray nhìn cô trong vài giây, vẫn chưa xử lý kịp thông tin vừa rồi. Ừ, ok, à mà không, phiền cô cho tôi 2 phút rồi hẵng gọi ông ấy vào nhé Sandra. Cô gái bỏ ra không nói thêm tiếng nào. Trai thoáng tự hỏi sao mình lại gọi cô ta là Sandra rồi đứng bật dậy sửa soạn, cố sao để trông không giống với một gã đã mặc nguyên đồ đi làm mà ngủ tối qua. Hắn lục trong túi thể thao, chộp lấy một ống kem đánh răng và vặn thẳng vào miệng, rồi hắn nhận ra cà vạt vẫn còn ướt nhẹp và áo sơ mi vẫn còn dính mấy vệt máu li ti, vậy là hắn cởi phăng hết. Nút bắn cả lên tường và tủ đựng hồ sơ hắn lôi từ trong túi ra một cái áo sơ mi sạch nhưng nhăn nhúm rồi mặc vào, mấy ngón tay thô giáp liên tục lay hoay. Sau khi nhét cái túi ra phía sau tủ đựng hồ sơ, hắn nhanh chóng ngồi thẳng thớm lại và lia mắt quanh phòng xem còn rác rưởi gì không, mặc dù vẫn chưa tin được vị thân chủ mới tới này có thật không? Và liệu khi xong việc, ông ta có chịu trả tiền công điều tra không? Sau 18 tháng đau đầu vì tiền, trai nhận ra rằng cả hai điều nói trên đều không hề đơn giản. Cho tới giờ hắn vẫn còn phải chạy theo đòi nốt thù lao từ hai thân chủ trước đó, người thứ ba thì từ chối không trả một xu vì không vừa lòng với kết quả điều tra. Trai không thể nào nghĩ tới chuyện thuê luật sư đòi nợ, nhất là khi khoản nợ riêng của hắn vẫn đang phình ra còn giá thuê văn phòng thì lại đang ngấp nghé tăng đe dọa cái cơ ngơi khiêm tốn ở ngay trung tâm london mà may mắn lắm hắn mới tìm được dạo này hắn bắt đầu tưởng tượng tới những phương pháp đòi nợ dữ dằn và thô sơ hơn chẳng hạn hắn khoái dáng một cây gậy bóng chày vào mấy kẻ quịt nợ cho hết vênh váo cánh cửa mở ra stray nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi mũi và ngồi thẳng dậy cố tỏ ra tỉnh táo lanh lợi ông stray đây là ông bristow thân chủ tiềm năng theo Robin bước vào văn phòng. Ấn tượng đầu tiên khá dễ chịu. Người lạ mặt trông đặc biệt giống con thỏ. Môi trên ngắn để lộ ra những mấy răng cửa lớn, nước da vàng vọt và đôi mắt cận nặng đeo kính dày cộp. Bù lại ông ta mặc một bộ complete màu xám đậm được cắt may rất khéo và thắt cà vạt màu xanh dương bóng bẩy. Cả đồng hồ đeo tay và đôi giày dưới chân ông ta đều trông rất xa xỉ áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm của người lạ mặt càng nhắc trai nhớ đến hàng ngàn vết nhăn trên áo quần hắn đang mặc. Hắn đứng dậy, khoe hết chiều cao một m chín và chìa bàn tay rậm lông về phía thân chủ mới, cố đáp lại sự lịch lãm của ông ta bằng cách tỏ ra ta đây bận rộn không có thời giờ ủi đồ. Comerons Strike, rất hân hạnh tiếp ông. John Bristow, người khách đáp lời, hai người bắt tay. Giọng ông ta dễ chịu, kiểu cách và hơi run. Ông ta nhìn hơi lâu vào bên mắt sưng của Stry. Mời hai ông dùng chút cà phê hay trà nhé, Robin hỏi. Chris gọi một cà phê đen nhỏ, Stry không trả lời, hắn vừa thoáng thấy một người phụ nữ có chân mày rậm, mặc một bộ complete bằng vải dạ ngồi ngay trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ngay cạnh cửa phòng ngoài. Thật khó tin là hai khách hàng mới cùng đến một lúc. Hay không lẽ lại có thêm một nhân viên tạm thời nữa? Còn ông Stryer, à, Robin hỏi Stray. gì kia? À, cà phê đen, hai viên đường, phiền cô, Sandra, hắn buột miệng. Hắn thấy cô ta mím môi lại khi đóng cửa đi ra. Lúc đó hắn mới nhớ ra là hắn không có cà phê, đường hay tách chén gì cả. Christau ngồi xuống, nhìn quanh văn phòng tơi tả. Stryer à, là ông ta đang thất vọng vị thân chủ mới này có vẻ lo lắng mờ ám sao đó, đúng kiểu mấy ông chồng hay ngờ vực mà Trai từng biết, nhưng chồng vẫn ít nhiều có thể, có lẽ nhờ bộ đồ đắt tiền. Trai không biết Bristow làm sao mò ra được cái văn phòng này. Không thể do bà khách duy nhất hiện giờ giới thiệu được vì bà ta theo như nhiều lần bà khóc lóc trên điện thoại, không có bạn bè gì. Tôi có thể giúp gì được cho ông, Trai hỏi, ngồi xuống ghế. Thực ra là à, tôi muốn hỏi cái này, tôi nghĩ chúng ta có gặp nhau rồi. Thật vậy sao? Chắc anh không nhớ tôi, bao năm rồi, nhưng tôi nghĩ anh là bạn của Charlie em trai tôi. Charlie Bristow, nó mất trong vụ tai nạn lúc mới 9 tuổi. Trời đất, trai thốt lên. Charlie, vâng, tôi còn nhớ. Trai nhớ rất rõ là đằng khác. Charlie Bristow là một trong rất nhiều bạn bè mà Stry kết giao trong thời thơ ấu lăn lóc nay đây mai đó. Một cậu bé táo bạo, nghịch ngợm đầy sức lôi cuốn, thủ lĩnh băng siêu quậy ở ngôi trường mới của Stry ở London. Ngay lần gặp đầu tiên, Charlie đã quyết định kết nạp cậu học trò mới bự con, nói đặc sệt giọng con vua làm bạn thân nhất kiêm trợ thủ đắc lực. Sau đó là hai tháng cặp kè và đủ trò nghịch ngợm. Vốn luôn tò mò về cuộc sống gia đình êm ả của những trẻ khác với ông bố bà mẹ tỉnh táo, gọn gàng và căn phòng riêng không thay đổi năm này qua năm khác. Trai vẫn còn nhớ như in căn nhà to lớn và sang trọng của Charlie. Ở đó có một bãi cỏ đầy nắng, một cái chòi gỗ dựng trên cây và món nước chanh tươi mát lạnh mẹ Charlie bưng ra cho bọn nó. Sau đó là nỗi kinh hoàng khủng khiếp trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ phục sinh cô giáo chủ nhiệm nói với cả lớp rằng charlie sẽ không bao giờ quay trở lại nữa charlie chết rồi rớt xuống mỏ đá lúc đạp xe ngang qua vách núi khi đang đi nghỉ ở wales well. cô giáo đó thực là một mụ già đáng ghét còn không nhịn được mà phải thêm vào rằng charlie như cả lớp đã biết thường xuyên không nghe lời người lớn đã bị cấm rõ là không được đạp xe gần mỏ đá nhưng vẫn cứ làm có lẽ định thể hiện gì đó nhưng cô chưa kịp nói hết thì phải dừng lại vì hai cô bạn học ngồi hàng đầu bật khóc nước nở từ ngày hôm đó mỗi lần nhìn thấy hay mường tượng ra một mò đá trai luôn thấy trước mặt mình là gương mặt của cậu bé tóc vàng đang cười vỡ ra thành nhiều mảnh trai không ngạc nhiên nếu tất cả các bạn trong lớp hồi đó đều có chung nỗi ám ảnh với cảnh hang động đen tối cú rơi từ trên cao xuống và tảng đá vô tình vâng, tôi còn nhớ Charlie, Trai trả lời. Trái khế dưới cổ Bristol động đậy. Vâng, thực ra là nhờ cái tên của anh cả đấy. Tôi nhớ rất rõ Charlie hay kể chuyện về anh khi chúng tôi đi nghỉ chỉ mấy ngày trước khi nó mất. Bạn em, Trai, Cameron Trai, thật là một cái tên lạ. Trai có gốc từ đâu, anh có biết không? Tôi chưa bao giờ gặp ai tên vậy cả. Schai từng gặp nhiều người như Bristol, kiểu người thích cà kê đủ chuyện, từ thời tiết, lộ phí vào trung tâm, đến sở thích uống trà hay cà phê, chỉ để trì hoãn phải giải thích lý do muốn gặp hắn. Tôi có nghe nói hình như liên quan gì đó đến bắp ngô, hay một đơn vị để đong ngô, Schai trả lời. Thật vậy sao? không có gì liên quan đến đánh đấm hay đình công hết à ha ha à không thực ra là tôi đang tìm người có thể giúp tôi một việc rồi tôi thấy tên anh trong danh bạ đầu gối của bristow cựa quậy nhấp nhô anh cũng có thể tưởng tượng lúc đó tôi thấy như thế nào rồi đấy cứ như là có một dấu hiệu gì đó vậy có lẽ charlie đang dẫn đường chỉ lối cho tôi nói rằng tôi đã đi đúng chỗ trái khế cổ họng của bristow lại động đậy mỗi khi ông nuốt nước bọt Ok, trai đáp lời thận trọng, hy vọng là vị thân chủ mới này không nghĩ hắn ta làm nghề bói toán lên đồng. "Chuyện của em gái tôi, anh biết đó." Christall nói tiếp. "Cô ta đang gặp rắc rối à? Nó chết rồi." Trai suýt tí nữa thì bật ra, "Gì chứ, chết luôn rồi hả?" "Tôi rất tiếc." Trai thận trọng nói. Christall cúi đầu khẽ nhận lời chia buồn. "Tôi, việc này chẳng dễ dàng gì." Đầu tiên, anh nên biết em gái, quá cố của tôi là Lula Landry. Hy vọng vừa chỉ chớm nở từ vị khách hàng mới dần dần tụt xuống, như tấm bia đá rơi đánh thịt xuống bụng trai. Người đàn ông ngồi đối diện với hắn một là ảo tưởng, hai là chập mạch. Không có lý nào trên đời mà cái tay mặt trắng bệch trông giống thỏ này lại có cùng bộ gen với Lula Landry biểu tượng sắc đẹp da nâu thanh mảnh, sắc xảo như kim cương bố mẹ tôi nhận nuôi lula chris nói nhỏ nhẹ như thể biết được stray đang nghĩ gì tất cả chúng tôi đều là con nuôi hết ừm stray ậm ừ Stry ẩm ư đáp vốn có một trí nhớ chính xác khác thường hắn mường tượng lại ngôi nhà ngăn nắp rộng rãi và mát mẻ ngày xưa khu vườn cỏ xanh rực nắng người mẹ tóc vàng uể oải ngồi ở bàn gỗ trong vườn tiếng người cha nghiêm nghị gọi từ xa, cậu anh trai cáu kỉnh ngồi vọc bánh trái cây. Charlie liên tục làm trò hề chọc cười mẹ, nhưng hắn không thể nhớ ra có cô em gái nào cả. Anh chưa gặp Lula. Christau lại tiếp tục cứ như thể Stray vừa nói ra hết ý nghĩ của hắn. Bố mẹ tôi nhận nuôi Lula sau khi Charlie mất. Nó mới có bốn tuổi lúc về với chúng tôi. Trước đó nó ở với bên bảo trợ xã hội hai năm. Khi đó tôi khoảng 15 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ mình đứng ở ngay cửa trước nhìn thấy bố bế nó đi vào. Nó đội một cái mũ len đỏ. Mẹ tôi vẫn còn giữ cái mũ. Và đột ngột đến sửng sốt, John Bristow bật lên khóc nước nở. Hai tay ôm mặt, vai khòm xuống, cả người rung lên, nước mắt nước mũi giàn rụa chảy qua kẽ ngón tay. Mỗi khi vừa kìm lại được, cơn nước nở lại trào lên. Tôi xin lỗi, xin lỗi chúa ơi vừa thở hổn hển vừa nấc cục bristow rút khăn mùi sao chạm mắt cố gắng giữ bình tĩnh cửa phòng mở ra robin bước vào bưng theo một khay nước bristow quay mặt đi hai vai vẫn rung lên qua cánh cửa stray lại lần nữa thấy người phụ nữ mặc complete vẫn ngồi ở phòng ngoài cô ta quắc mắt nhìn stray qua tờ báo daily express cầm trên tay Robin đặt xuống bàn hai tách cà phê, một bình sữa, một cái chén đựng đường và một đĩa bánh quy sô. Cô, là toàn những thứ Stry chưa bao giờ thấy trong văn phòng. Rồi cười lịch sự khi Stry cảm ơn và bước ra. Khoan đã, Sandra, Stry nói với theo. Phiền cô, hắn rút ra một tờ giấy từ bàn làm việc và đặt lên đầu gối. Trong khi Bristol nhấp ngụm cà phê, Stry cố viết nhanh và rõ nhất đến mức có thể. Phiền cô Google xem Lula Landry có phải là con nuôi không, ai nhận nuôi vậy? Đừng nói gì với bà ngồi ngoài kia, bà ta làm gì ngoài đó vậy? Viết câu trả lời và đưa ngay vô cho tôi, đừng nói gì hết. Trai đưa tờ giấy cho Robin, cô cầm lấy, không nói tiếng nào và bước ra. Xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi, trai thở hắt ra khi cánh cửa vừa đóng lại. Thực ra, thường tôi không như vậy, tôi đã trở lại làm việc, đi gặp khách hàng bình thường rồi, Bristow hít sâu vài hơi. Với đôi mắt màu hồng, trông ông ta càng giống một con thỏ bị bạch tạng Đầu gối phải nhịp lia lịa Thật là tồi tệ, Bristow phều phào, lại hít hơi sâu, chuyện của Lula, còn mẹ tôi thì bệnh nặng, chai ứa nước miếng nhìn mấy cái bánh quy sô, cô, la. Hắn cảm giác như mấy ngày rồi chưa ăn gì, nhưng hắn e rằng nhồm nhoàm bánh trái khi Bristol cứ run dày sụt sùi và chùi mắt liên tục như thế sẽ khiến hắn trông rất vô cảm. Máy khoan bên đường vẫn ẩm ý như súng bắn. Mẹ tôi buông xuôi kể từ khi Lula mất. Mẹ tôi thực sự ngã gục. Bệnh ung thư của bà tưởng đã êm rồi, nhưng bây giờ tái phát, bác sĩ nói không làm gì được nữa. Lần này là lần thứ hai khi Charlie mất mẹ tôi như quỵ luôn. Bố tôi lúc đó nghĩ rằng có thêm một đứa con nữa sẽ làm bà nguôi ngoai. Cả hai đều thích con gái. Rất là khó khăn mới xin được, cũng may Lula là con lai, khó tìm người nhận, vậy nên, Bristow kết thúc câu chuyện, nấc thêm một cái nữa, nhà tôi mới xin được nó. Nó rất si sinh, nó đờ được người ta phát hiện trên phố Oxford khi đang đi mua sắm với mẹ tôi công ty Athena là chỗ đầu tiên phát hiện ra nó. Một trong những công ty tiếng tăm nhất, 17 tuổi nó đã là người mẫu chuyên nghiệp. Lúc mất đi nó có khoảng 10 triệu bảng. Tôi không biết tại sao tôi lại đi nói với anh chuyện này. Có khi anh cũng biết hết rồi. Ai cũng biết cả, ai cũng nghĩ là mình biết mọi thứ về Luna. Chris vụng về nâng tách cà phê, bàn tay run đến nỗi cà phê rơi ra lên mặt vải quần ủi thẳng thớm chính xác là ông muốn tôi làm gì Trai hỏi chris thao run run đặt tách xuống bàn rồi nắm chặt bàn tay lại họ nói em tôi tự tử tôi không tin Trai còn nhớ những hình ảnh trên tv túi đựng xác màu đen nằm trên băng ca máy ảnh liên tục chớp khi băng ca được đưa vào xe cứu thương đám thở ảnh đứng chung quanh chờ đợi giơ tay chĩa máy ảnh vào cửa xe tối om ánh sáng dội lại từ cửa gương đen trai biết về vụ luna nhiều hơn hắn muốn biết hầu hết như mọi sinh vật có ý thức ở cái xứ anh quốc này đều như vậy cứ liên tục bị dội bom tin tức như thế thì có không muốn người ta cũng trở nên quan tâm và trước khi kịp có chính kiến riêng về chi tiết vụ án đến nỗi không thể ngồi vào ghế bồi thẩm đoàn được tôi nghe nói họ có mở điều tra chính thức có nhưng tay điều tra viên chịu trách nhiệm vụ án từ đầu đã nghĩ đây là vụ tự tử chỉ vì Lula có uống lithium hắn bỏ qua rất nhiều thứ nhiều chỗ trên internet người ta còn chỉ ra được Bristol chỉ tay vu vơ về phía bàn làm việc chống trơn của Stray nơi đáng ra phải có một cái máy tính lại một tiếng gõ cửa lịch sự cửa mở Robin bước vào đưa cho Stray một mẩu giấy gấp lại và đi ra Phiền ông đợi một lát, trai nói, tôi chờ thông tin này khá lâu. Trai mở mẩu giấy tựa vào đầu gối, cố không để Bristow nhìn thấy mặt sau và đọc. Lula Landry được ngài Alex và phu nhân Yvette Bristow nhận nuôi lúc 4 tuổi. Lula có tên chính thức là Lula Bristow nhưng lấy họ của mẹ nuôi làm nghệ danh khi bắt đầu công việc người mẫu. Lula có một anh trai là John Bristow, hành nghề luật sư. Người ngồi đợi ở ngoài là bạn gái của ông Bristow, cũng là thư ký ở công ty luật của ông này. Công ty tên là Landry, May, Patterson, do ông ngoại của Luna và John lập ra. Thân chủ giống hệt như ảnh chân dung của John Bristow trên trang web công ty LMP. Trai vò mẩu giấy lại rồi ném vào thùng rác dưới chân. Hắn choáng váng. John Bristow không phải là người hoang tưởng và hắn Stry, vừa có được một nhân viên tạm thời vừa có năng lực lại biết chấm phẩy đàng hoàng, hơn tất cả những người trước đó. Xin lỗi ông, làm ơn nói tiếp, Stry nói với Bristow. Ông đang nhắc tới vụ điều tra. Vâng, Bristow trả lời, cầm cái khăn mùi xoa ướt nhẹp dặm mũi. Tôi không phủ nhận là Lula cũng từng gây nhiều chuyện. Nó từng khiến mẹ tôi đau khổ ghê gớm, quả có thế. Tất cả bắt đầu khi bố tôi mất, chắc anh cũng biết hết rồi, chùa mới biết báo chí viết bao nhiêu cho đủ, lúc đó Lula bị đuổi học vì dùng ma túy, nó bỏ chạy lên London. Mẹ tôi tìm ra nó đang vạ vật với đám nghiện hút, ma túy làm bệnh của nó trầm trọng hơn, nó trốn khỏi trung tâm điều trị, đủ thứ chuyện rắc rối. Cuối cùng họ nhận ra là nó bị rối loạn lưỡng cực và cho thuốc phù hợp kể từ đó cứ uống thuốc đều là nó ổn người ngoài nhìn vào không thể biết nó có bệnh thậm chí nhân viên điều tra cũng chấp nhận rằng trước đó nó có uống thuốc khám nghiệm tử thi cũng cho thấy vậy nhưng cảnh sát và điều tra viên không thể thấy gì hơn ngoài một cô gái có tiền sử tâm thần họ cứ nói là nó trầm cảm nhưng tôi có thể chắc với anh là lúc đó luna không hề trầm cảm sáng hôm đó tôi còn gặp nó nó hoàn toàn bình thường mọi thứ đang rất tốt đẹp, nhất là công việc. Nó vừa ký một hợp đồng trị giá 5 triệu bảng trong vòng 2 năm, nó nhờ tôi xem qua, đúng là hợp đồng ngon lành. Nhà thiết kế cũng là bạn thân của nó, xô mê, chắc anh cũng có nghe tên. Lịch làm việc mấy tháng sau của nó kín đặc, sắp có chuyến đi chụp hình ở Morocco, nó rất mê đi đây đó. Anh thấy đó, chẳng có lý do gì khiến nó phải tự tử cả trai gật đầu lịch sự dù trong bụng chả thấy thuyết phục gì những người tự tử theo kinh nghiệm của hắn đều hoàn toàn có khả năng giả vờ quan tâm đến tương lai một tương lai mà họ không hề có ý định dự phần tâm trạng phấn khởi nhìn đời màu hồng vào buổi sáng của Landry hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển sang u ám và vô vọng ngay buổi chiều và đêm hôm đó trước khi cô chết trai từng biết đến những vụ tương tự hắn còn nhớ tay trung úy ở trung đoàn súng trường Hoàng gia. Tay này thức dậy trong đêm ngay sau tiệc sinh nhật tưng bừng, viết một mẩu giấy để lại cho gia đình, bảo họ hỏi cảnh sát và đừng đi vào nhà để xe. Đứa con trai 15 tuổi là người đầu tiên phát hiện ra xác chết trong tư thế treo cổ từ trần nhà xe khi đi ngang qua bếp vào nhà xe để lấy xe đạp mà không hề thấy mẩu giấy. Nhưng đó không phải là tất cả, Bristow nói tiếp có chứng cứ, chứng cứ rành mạch. Đầu tiên là lời khai của Tanji Bestigui. Có phải là người hàng xóm khai là có nghe thấy cãi nhau ở tầng trên? Chính xác, bà ta nghe thấy tiếng một người đàn ông la hét ngay trước khi Lula rơi xuống. Cảnh sát lơ chứng cứ này, bởi vì, ừ thì, bà ta có sử dụng cocaine. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta không biết mình nghe thấy gì. Đến giờ Tanji vẫn khẳng định là Lula có cãi nhau với một người đàn ông chỉ vài giây trước khi nó rơi xuống. Tôi biết vì tôi vừa nói chuyện với bà ấy mà. Công ty của tôi đang làm vụ ly dị của Tanji. Tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục bà ta nói chuyện với anh. Rồi còn nữa, Crystal nói tiếp, quan sát trai một cánh lo lắng, cố phán đoán phản ứng của hắn, vẫn còn mấy đoạn băng hình từ camera công cộng một người đàn ông đi về phía khu Kentison Garden khoảng 20 phút trước khi Lula ngã, và thêm một đoạn phim quay cảnh cũng người này chạy thục mạng từ Kentison Garden sau khi Lula bị giết. Cảnh sát không bao giờ biết được người này là ai, không tìm được tung tích gì cả. Với một vẻ sốt sáng lén lút, Chris rút ra từ trong túi áo complete một bì thư hơi nhăn nhúm, đưa về phía trai. Tôi viết ra hết rồi mốc thời gian và mọi chi tiết. Tất cả đều ở trong đó. Anh sẽ thấy mọi thứ khớp với nhau ra sao? Cái bì thư không làm cho Stray tin tưởng Bristow hơn chút nào. Hắn từng được dúi cho nhiều thứ như vậy. Mấy dòng nguệch ngoạc sinh ra từ những ám ảnh cô độc và lầm lạc, những câu chuyện lan man ly kỳ, những biểu đồ thời gian dối rắm bị bóp méo để khớp với các loại giả thuyết hoang tưởng mí mắt bên trái của vị luật sự giật giật một bên đầu gối vẫn nhịp lên xuống và mấy ngón tay cầm bì thư vẫn run run trong vài giây stray cân nhắc giữa những dấu hiệu căng thẳng đó và đôi giày chắc chắn là hàng thủ công của bristow cùng chiếc đồng hồ Vassarong Constantin lộ ra trên cổ tay tái xanh mỗi khi ông ta hoa tay đây rõ là một người hoàn toàn có khả năng trả và sẽ trả thù lao nếu hắn nhận làm có lẽ dù để stray trả một đợt cho món nợ lớn nhất thở dài vừa tự nguyện rủa lương tâm của mình stray nói ông bristow cứ gọi tôi là john john tôi phải nói thật với anh thôi tôi nghĩ thật không phải nếu tôi lấy tiền của anh những vết đỏ bắt đầu nổi lên trên cái cổ xanh tái và gương mặt không có nét gì nổi bật của bristow tay ông ta vẫn cầm chặt cái bì thư ý anh là sao không phải là sao cái chết của em gái anh có lẽ được điều tra đến mức thấu đáo nhất có thể hàng triệu người giới truyền thông trên cả thế giới theo sát từng cử động của cảnh sát họ có lẽ đã phải làm kỹ gấp đôi bình thường tự tử luôn là chuyện rất khó chấp nhận tôi không chấp nhận gì cả tôi sẽ không bao giờ chấp nhận em tôi không tự tử có ai đó đã đẩy nó xuống từ ban công máy khoan bên kia đường đột nhiên dừng lại giọng của bristow đột nhiên vang dội khắp phòng bristow bùng nổ theo kiểu một người yếu đuối bị ép tới đường cùng tôi hiểu tôi hiểu rồi anh cũng giống họ thôi phải không lại một nhà tâm lý tự phong khốn nạn charlie chết bố tôi chết lula chết và mẹ tôi cũng đang chết tôi mất hết rồi tôi cần đi bác sĩ tâm lý không phải thám tử chứ gì anh nghĩ tôi chưa nghe những thứ như vậy cả trăm lần rồi sao chris thao đứng bật dậy dứt khoát khác hẳn với vẻ ngoài răng thỏ và làn da đốm đỏ tôi khác giàu có stray xin lỗi tôi nói thẳng nhưng anh cũng thấy đó bố tôi để lại cho tôi một gia tài khá lớn tôi cũng có tìm hiểu chi phí những dịch vụ như thế này tôi đã tính trả anh gấp đôi trả gấp đôi Lương tâm vốn cứng rắn và không khoan nhượng của trai mấy hôm nay hơi sứt mẻ sau một loạt xui xẻo, giờ đây chính thức bị một đòn gục hẳn. Con người thực dụng trong hắn hớn hở nghĩ ngay tới những viễn cảnh sán lạn. Thù lao một tháng sẽ trả nốt chỗ phí thuê nhân viên tạm thời và một phần khoản nợ tiền thuê nhà, hai tháng thì dọn luôn mấy khoản nợ đang gay gâu, ba tháng xóa sạch một phần lớn trong chỗ thâm hụt tài khoản, 4 tháng, nhưng Bristow đang vừa nói vừa đi ra cửa tay vò nát cái bì thư mà Stry từ chối không nhận. Tôi muốn anh làm vụ này phần vì Charlie, nhưng tôi cũng có biết chút ít về anh, tôi đâu có phải là thằng ngu hoàn toàn. Cục điều tra đặc biệt, quân cảnh, đúng không? Từng được huy chương nọ kia ngoài ra tôi không thể khen gì cái chỗ này được bristow gần như gào lên và stray nhận ra những giọng phụ nữ nói chuyện ở phòng ngoài cũng im bặt nhưng tôi đã sai và anh thì không cần việc được rồi quên mẹ nó đi tôi chắc tôi sẽ tìm được người khác làm xin lỗi đã làm phiền anh chương 4 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com cuộc trò chuyện của hai người đàn ông truyền qua tấm vách mỏng, mỗi lúc một rõ, và giờ đây, khi máy khoan bên đường tự dưng im bặt, giọng Bristow lại càng rõ mồn một. Vừa để tự giải khuây, và vì vẫn còn khá hưng phấn, Robin cố đóng tròn vai thư ký của Stry, không để lộ cho bạn gái của Bristow biết là cô mới làm ở đây có nửa tiếng đồng hồ. Cô giả bộ lờ đi những tiếng la hét tự dưng cô muốn đứng về phe Bristol, mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cãi cọ. Công việc và con mắt tím bầm của Stray cũng có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng thái độ của hắn thật tồi tệ, thêm nữa ngực trái của cô vẫn còn đau. Bạn gái của Bristol nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kể từ lúc giọng nói của hai người đàn ông trở nên to hơn tiếng máy khoan vọng vào. Alison đậm người, da ngăm, tóc úp bồng bềnh và hàng chân mày rậm gần như dính liền nhau nếu không tìa tót, mặt mũi lúc nào cũng cầu cậu như giận ai. Robin để ý thấy rằng bồ bịch thường ngang nhau về mức độ hấp dẫn hình thức, mặc dù thường là nếu có nhiều tiền thì người ta có thể kiếm được người yêu trội hơn mình. Tự nhiên Robin thấy mến ông Bristow, cứ từ quần áo và tên công ty mà suy thì ông ta hoàn toàn có thể tìm được một cô bạn gái xinh hơn, nhưng lại đi chọn cô này. Robin nghĩ ắt hẳn Allison phải là người dịu dàng tốt tính khác hẳn với vẻ ngoài cô có muốn dùng cà phê không cô Allison Robin hỏi Allison đưa mắt nhìn quanh như thể ngạc nhiên vì có người vừa lên tiếng có lẽ vì đã quên mất Robin đang ngồi đó không cảm ơn Allison trả lời giọng trầm mà ngân nga khác thường tôi biết là ông ấy sẽ lại đau khổ cô ta nói tiếp giọng nói có một sự thỏa mãn kỳ quái tôi đã cố gắng khuyên thôi bỏ đi nhưng ông ta chẳng thèm nghe có vẻ như cái tay thám tử này sẽ từ chối thế là tốt vẻ ngạc nhiên của robin không qua khỏi mắt của alison cô ta tiếp tục nói thoáng vẻ mất kiên nhẫn sẽ tốt hơn cho john nếu ông ấy chấp nhận sự thật cô ta tự tử cả gia đình đều đã chấp nhận điều đó rồi tôi không hiểu tại sao john lại không thể làm được Robin chẳng còn lý do gì để tiếp tục giả vờ không hiểu ai cũng biết vụ lula landry Robin còn nhớ rõ hôm nghe tin cô người mẫu nhảy lầu trong một đêm tháng riêng nhiệt độ dưới không lúc đó Robin đang đứng cạnh bồn rửa chén trong bếp nhà bố mẹ tin tức được phát ra từ radio nghe xong Robin thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi chạy ra khỏi bếp trong bộ áo ngủ để kể ngay với matthew đợt đó cả hai về nhà bố mẹ Robin dịp cuối tuần làm sao mà cái chết của một người không hề quen biết lại có thể ảnh hưởng tới mình như vậy robin từng rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của lula landry cô vốn không thích làn da quá trắng của mình trong khi đó lula có làn da nâu bóng khung xương hoàn hảo đẹp sắc sảo vụ cô landry cũng chưa lâu lắm nhỉ ba tháng allison nói tay rũ tờ báo daily express tay thám tử này có được việc không Robin đã kịp thấy rõ thái độ khinh khỉnh của Alison khi nhìn quanh văn phòng cũ nát, đặc biệt là phòng chờ chật trội, lôi thôi không thể chối cãi. Cô cũng đã thấy trên mạng trụ sở hoành tráng, tinh tươm như cung điện nơi Alison làm việc. Cô trả lời, phần nhiều vì tự ái chứ cũng chẳng phải vì muốn bênh vực trai. À vâng, Robin bình tĩnh nói. Ông này thuộc loại lão luyện nhất đó nói xong cô rạch một cái phong bì màu hồng in toàn hình mèo con làm bộ như đang giải quyết một sự vụ ly kỳ phức tạp mà allison không thể hiểu được trong lúc đó Shai và bristow mặt đối mặt trong căn phòng kế bên một người tức tối người kia thì loay hoay tìm cách đổi ý sao cho đỡ xấu hổ nhất Shai, tất cả những gì tôi muốn bristow nói giọng khàn khàn mặt vẫn đỏ gay là công lý cứ như thể bristow vừa gõ một tiếng vào một thanh chỉnh âm vô hình hai từ cuối cùng vang khắp văn phòng tồi tàn để lại một dư âm van vỉ trong lồng ngực stray lần này bristow đã đánh gục stray cứ như thể tìm được ngọn đèn trong cuối cùng mà stray cố giữ lấy sau khi mọi thứ khác đã biến thành cho đúng là stray đang cần tiền kinh khủng nhưng bristow vừa cho hắn thêm một lý do nữa tốt đẹp hơn để quên luôn mớ lương tâm còm cõi của mình ok tôi hiểu tôi hiểu ý anh rồi john mời anh quay lại ngồi xuống nói chuyện nếu anh vẫn còn muốn tôi giúp tôi sẵn lòng làm chris vẫn nhìn trừng trừng trong văn phòng không có tiếng động nào từ xa vọng lại tiếng la lối của mấy người công nhân làm đường bên dưới anh có muốn à chị nhà vào nói chuyện luôn không không chris đáp lời vẫn còn căng thẳng tay vẫn giữ lấy nắm đấm cửa Alison nghĩ tôi không nên làm việc này. Tôi cũng không biết tại sao cô ta muốn đi cùng tôi hôm nay. Chắc là chờ xem anh từ chối tôi. Mời anh ngồi, giờ ta nói lại cho có đầu có đuôi nhé." Crystal hơi do dự rồi quay lại, ngồi xuống ghế. Trai không thể kìm được nữa, với tay lấy một cái bánh quy sô cô la cho hết vào miệng. Hắn rút ra một cuốn sổ ghi chép mới từ ngăn kéo, với tay lấy cái viết và kịp nuốt hết miếng bánh trong thời gian Bristow quay lại chỗ ngồi. "Tôi giữ cái này nhé." Hắn đề nghị, chỉ tay về phía cái phong bì mà Bristow vẫn đang cầm khư khư. Ông luật sư dè dặt đưa phong bì cho Stray, cứ như thể vẫn chưa tin lắm trai không muốn xem ngay nội dung ở trong trước mặt Bristow, hắn vỗ lên đó một cái rồi đặt qua một bên, ra vẻ cho Bristow thấy rằng nó đã trở thành tài liệu điều tra giá trị. Xong, trai cầm viết sẵn sàng chờ đợi. John, giờ anh hãy kể lại ngắn gọn sự việc hôm a à em gái của anh mất. Sẽ rất có ích cho điều tra. Vốn là một người kỹ tính và làm việc có phương pháp, trai còn từng được đào tạo nghiệp vụ cao cấp đầu tiên phải để cho nhân chứng kể lại câu chuyện bằng cách của riêng họ những lời kể lan man thường để lộ ra nhiều chi tiết mới coi qua có vẻ vụn vặt nhưng có thể trở thành những mẩu bằng chứng vô cùng quan trọng sau này sau khi đã ghi nhận được hết những ấn tượng và các hồi tưởng đầu tiên điều tra viên mới được bắt đầu khai thác và sắp đặt các sự kiện sao cho chặt chẽ và chính xác con người nơi trốn tài sản ôi bristow thốt lên vừa mới tức giận sôi sục nhưng khi bắt đầu được hỏi thì ông ta có vẻ do dự không biết phải nói gì tôi không để xem lần cuối cùng anh gặp cô ấy là lúc nào stry hỏi chắc là buổi sáng trước khi nó mất chúng tôi có cãi nhau sự thật là vậy nhưng ơn trời là sau đó có làm hòa khoảng mấy giờ sớm trước 9 giờ tôi đang trên đường tới sở làm chắc khoảng 9 giờ kém 15. Hai người cãi nhau chuyện gì? À, là chuyện bạn trai của nó, Evan Duffield. Chúng nó vừa quay lại với nhau. Gia đình chúng tôi tưởng là đã xong hết rồi, chúng tôi còn đang rất mừng. Duffield rất tệ hại, một tên nghiện ngập, lúc nào cũng thích gây sự chú ý, phải nói là tệ nhất trong đám bạn của Lula. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình hơi quá lời, phải đến giờ tôi mới thấy được. Tôi lớn hơn Lula đến 11 tuổi. Lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ nó, anh hiểu không? Có lẽ nhiều khi tôi hơi làm quá. Lúc nào nó cũng nói là tôi không hiểu. Hiểu gì kia? Ừm, bất kỳ chuyện gì. Nó có rất nhiều vấn đề. Chuyện làm con nuôi, chuyện nó là người da đen trong một gia đình da trắng. Nó hay nói là tôi nói gì mà chẳng được. Tôi không biết nữa. Có lẽ nó đúng. Bristow hấp hái mắt lia lịa sau cặp kính. Vụ cãi vã hôm đó thực ra là đã bắt đầu từ hôm trước trên điện thoại. Tôi không thể tin nổi là nó ngốc đến mức quay lại với tay Daffy. Vậy mà cả nhà đã thở phào nhẹ nhõm khi chúng chia tay. Anh biết đó, nó cũng từng có quá khứ nghiện ngập giờ lại cặp kè với một thằng nghiện. Bristow hít một hơi, nó không muốn nghe gì hết. Nó chưa bao giờ nghe ai. Nó giận tôi lắm tới nỗi nó dặn người bảo vệ dưới nhà đừng cho tôi lên gặp, nhưng... Wilson vẫn mở cửa cho tôi. Bẽ mặt thật, Stray nghĩ thầm, đến nỗi phải đi cậy cục bảo vệ. Đáng ra hôm đó tôi không đến, Bristow nói tiếp, đau khổ, những vệt đỏ lại xuất hiện trên cổ ông ta, nhưng tôi đang giữ hợp đồng với Somme. Muốn đưa lại cho nó, nó có nhờ tôi xem lại trước khi ký. Nó thường không quan tâm tới những chuyện giấy tờ như vậy khi biết wilson để tôi đi lên nhà nó không bằng lòng tí nào chúng tôi lại cãi nhau nhưng rồi cũng qua nhanh sau đó nó bình tĩnh lại tôi có nói là mẹ rất mong gặp nó lúc đó mẹ tôi vừa ra viện anh thấy đó mẹ tôi nhập viện phẫu thuật cắt bỏ tử cung lula có nói là sẽ đi thăm mẹ nhưng không chắc lắm nó nói còn bận nhiều việc chris hít một hơi sâu đầu gối bên phải lại bắt đầu nhấp nhổm hai bàn tay xương sầu liên tục xoa vào nhau tôi không muốn anh nghĩ xấu về nó ai cũng nghĩ nó là đứa ích kỷ nhưng nó là con út trong gia đình lại được nuông chiều rồi chuyện bênh tật từ đó nó trở thành trung tâm chú ý rồi sau đó nổi tiếng bị vây quanh đi đâu cũng có paparazzi bám theo cuộc sống của nó không bình thường rõ là không bình thường stray đáp vậy là tôi kể cho lula nghe là mẹ ốm nặng đau đớn ra sao và nó bảo là sẽ đi thăm mẹ ngay rồi tôi đi về có ghé qua văn phòng để lấy vài hồ sơ từ alison hôm đó tôi làm việc ở nhà mẹ để có người cho mẹ đỡ buồn sau đó tôi có gặp lula khi nó đến thăm mẹ khoảng giữa buổi sáng nó ngồi lại với mẹ một lúc cho đến khi ông cậu tôi đến nó đi qua phòng làm việc để chào tôi trước khi về nó còn ôm tôi tạm biệt giọng bristow bắt đầu vỡ ra ông cúi nhìn xuống đùi anh dùng cà phê nữa không trai mới bristow lắc đầu vẫn cúi xuống trai bưng khay nước ra phòng ngoài để bristow có thời gian bình tĩnh lại khi trai ra phòng ngoài bạn gái của bristow ngước lên nhìn hắn vẫn cau có anh vẫn chưa xong à cô ta hỏi chưa, như chị thấy đó, Stray đáp, không hề mỉm cười. Cô ta liếc nhìn hắn khi hắn nói với Robin. Phiền cô lấy cho tôi một tách nữa, ừm. Robin đứng dậy cầm lấy cái khay từ tay hắn, không nói gì cả. John phải quay lại văn phòng lúc 10 giờ rưỡi, Allison lên tiếng, lớn giọng một chút. Tụi tôi chỉ ở đây được thêm 10 phút nữa là tối đa. Tôi nhớ rồi. Stray trả lời lạnh nhạt rồi quay vào phòng trong. Christau đang ngồi như cầu nguyện, úp mặt lên hai bàn tay. "Tôi xin lỗi." Christau lầm bầm khi Choi vừa ngồi xuống. "Đến giờ tôi vẫn thấy nói chuyện này thật khó khăn." "Không sao cả," trai nói, tiếp tục cầm sổ ghi chép lên. "Vậy Lula có đến gặp mẹ anh? Lúc đó khoảng mấy giờ? Chừng 11 giờ. Trong kết quả điều tra người ta có ghi lại hết cả những việc nó làm sau đó." nó ra xe và được chờ tới một hiệu đồ nó rất thích, sau đó thì trở về căn hộ. Nó đã có hẹn trước với chuyên viên trang điểm tại nhà ngay buổi chiều hôm đó, rồi Sierra Potter bạn nó ghé qua. Chắc anh đã thấy Sierra Potter rồi, cũng là người mẫu như Lula vậy. Da trắng tóc vàng, Lula và Sierra từng chụp chung tấm ảnh thiên thần, chắc anh cũng biết hai đứa không mặc gì cả chỉ che người bằng túi sách và đeo cặp cánh sau khi lula mất xô mê dùng tấm ảnh này trong chiến dịch quảng cáo nhiều người thấy phản cảm vô cùng Ciara và lula ngồi với nhau cả buổi chiều hôm đó ở nhà lula sau đó cả hai đi ăn tối gặp dafil và vài người khác rồi cả đám đi đến hộp đêm uzi và ở đó tới quá nửa đêm dafil và lula cãi nhau rất nhiều người chứng kiến. Daffy có động tay chân một chút, cố giữ Lula lại nhưng nó vùng ra, bỏ về một mình. Ai cũng tưởng chính Daffy giết em tôi, nhưng hắn có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Từ lời khai của tay bán ma túy, đúng không? Trai hỏi, tay vẫn viết. Chính xác, Lula về tới căn hộ khoảng 1 giờ 20 sáng. Khi nó đi vào thì có bị chụp hình. Chắc hẳn anh còn nhớ những tấm hình đó báo nào cũng đăng stray vẫn còn nhớ rõ trong tấm hình người phụ nữ vốn được chụp hình nhiều nhất thế giới cúi đầu vai khom mắt khép và hai cánh tay tự ôm lấy người quay mặt tránh đám phóng viên sau khi có kết luận tự tử bức ảnh lại được gán thêm một ý nghĩa đau to búa lớn người phụ nữ trẻ đẹp và giàu có chỉ một giờ trước khi tự tử vẫn còn cố gắng che giấu nỗi đau khổ của mình trước những ống kính mà cô từng chinh phục những kẻ từng ngưỡng mộ cô Đám săn ảnh có hay trực sẵn trước nhà Lula không? Có, nhất là khi họ biết được nó vừa đi với Duffield về, hay khi muốn chụp hình nó say xỉn lê lết về nhà. Nhưng đêm đó thì tụi nó không chỉ đợi mỗi Lula mà còn chờ cả bai mặc tay ca sĩ rap người Mỹ cũng mới dọn về tòa nhà đó. Hãng đĩa của tay này đã thuê căn hộ ngay dưới căn của Lula khi xảy ra sự việc thì đia bai mà không muốn ở đó nữa, cảnh sát có mặt khắp tòa nhà nên anh ta chuyển đến khách sạn cho tiện. Đám thợ săn ảnh bám theo Lula từ hộp đêm Uzi nhập hội chung với đám đang đợi Mark ngoài cửa. Sau khi Lula đi vào trong thì tụi nó tản dần đi. Nghe đâu là vì có tin vài tiếng nữa Mark mới về tới nơi. Đêm hôm đó trời lạnh tê tái. Tuyết rơi, nhiệt độ dưới không? nên khi con bé ngã xuống, trên đường không có ai cả. Chris chớp mắt uống một ngụm cà phê đã nguội, còn Stry chợt nghĩ về đám paparazzi vừa đi khỏi hiện trường ngay trước khi Lula Landry rơi xuống từ ban công. Thử tưởng tượng, lúc đó tay nào mà vô tình nán lại, chụp lại được cảnh ấy thì ắt hẳn đã giàu to, khỏi cần làm ăn gì nữa. John này, bạn gái của anh có dặn là anh phải đi đâu đó lúc 10 giờ rưỡi. Hả? Chris có vẻ đã bình tĩnh hẳn. Ông ta nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền rồi hà hốc. Trời đất, tôi không biết mình đã ngồi đây lâu vậy. Giờ, giờ sao hả anh? Chris hỏi, trông hơi hoảng loạn. Anh sẽ đọc ghi chép của tôi chứ? Vâng, đương nhiên rồi, trai quả quyết, và tôi sẽ gọi cho anh vài ngày tới, sau khi làm mấy việc sơ bộ. Lúc đó tôi sẽ hỏi anh nhiều hơn. Được rồi, Chris nói, lạng quạng đứng dậy đây là danh thiếp của tôi anh muốn tôi trả phí kiểu gì nếu được anh tạm ứng cho một tháng trước. Stray đáp, hắn cố nén hết sự ngượng ngùng chợt nhớ ra Bristol đòi trả gấp đôi hắn liền đọc một con số cao ngất ngường. Stray mở cờ trong bụng khi thấy Bristol không mặc cả gì hết cũng không hỏi Stray có nhận thanh toán bằng thẻ hay hứa sẽ mang tiền đến sau mà ngay lập tức rút ra một cuốn sách và một cây viết. Nếu tiện, phiền anh thanh toán một phần tư số đó bằng tiền mặt, Stray bồi thêm, thử vận may và lại một lần nữa choáng váng khi Bristow đáp. Tôi cũng nghĩ có khi anh muốn vậy và đếm ngay một sấp tờ 50 bảng thêm vào tấm séc. Họ vừa ra đến phòng ngoài thì Robin bước vào, trên tay là tách cà phê mới của Stray. Khi cửa vừa mở, bạn gái của Bristow đứng dậy, gấp tờ báo lại, ra vẻ đã phải chờ đợi lâu. Cô ta cao gần bằng Bristol, người to lớn, mặt mày cáu kỉnh, hai bàn tay to như đàn ông. Vậy là anh nhận lời rồi hả? Cô ta hỏi Stray. Hắn có cảm giác cô ta đang nghĩ hắn lợi dụng anh bạn trai giàu có này. Rất có thể cô ta đúng. Vâng, John đã đồng ý thuê tôi. Hắn đáp. Được rồi, cô ta đáp. Bất cần. Anh hài lòng rồi chứ, John? Ông luật sư mỉm cười, cô ả thở dài và vỗ lên cánh tay của Bristow, có vẻ chịu đựng nhưng mệt mỏi, y như mẹ dỗ con. John Bristow đưa tay chào Stray, rồi bước theo cô kia ra khỏi phòng, tiếng bước chân của họ nhỏ dần về phía cầu thang. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Stray quay lại nhìn Robin, lúc này đang ngồi trước máy tính tách cà phê của hắn đặt bên cạnh chồng thư từ đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Cảm ơn cô, hắn nói, nhấp một ngụm cà phê. Cho hỏi thêm chút, tại sao cô làm nhân viên tạm thời? Ý anh là sao? Robin hỏi, đầy nghi ngờ. Cô viết đúng chính tả, biết chấm phẩy. Cô phản ứng nhanh. Cô lanh lợi, mấy cái tách và khay nước ở đâu ra vậy? Còn cả cà phê và bánh quy nữa. Tôi mượn của ông Crowdy tôi có nói tới chưa sẽ đem trả hết. Ông nào kia, ông Crowdy, ở tầng dưới. Thiết kế đồ họa, hắn cho cô mượn không như vậy. Vâng, Robin trả lời, hơi tự ái. Tôi nghĩ mời khách uống cà phê thì mình phải có cà phê. Cách cô dùng từ mình nhẹ nhàng như muốn động viên tinh thần làm việc của Stray. Trước giờ giải pháp tạm thời chưa có ai giỏi như cô tôi nói thật lòng. Xin lỗi, tôi cứ gọi cô là Sandra, đó là tên của người trước đây. Cô tên gì? Robin, Robin, hắn lặp lại. Tên vậy thì dễ nhớ quá. Trai vừa định đùa một chút, có ý bóng gió đến người rơi và phụ tá Robin nhưng chưa kịp mở miệng thì chợt nhận ra Robin đang đỏ bừng mặt. Đã quá muộn, mấy lời nói có vẻ vô tội của hắn giờ trở nên thật kỳ cục. Robin quay ghế nhìn vào màn hình máy tính, Stry chỉ còn thấy cạnh gò má cô đang đỏ gay. Trong một giây bối rồi, căn phòng như bị thu nhỏ lại, tưởng chỉ còn bằng cái buồng điện thoại công cộng. Tôi đi ra ngoài một chút, Stry nói, đặt tách cà phê còn y nguyên xuống và đi ngang như cua về phía cửa tay với lấy áo khoác. Nếu ai có gọi, anh Stry, trước khi anh đi ra tôi nghĩ anh nên xem cái này mặt vẫn còn đỏ robin rút ra từ trên chồng thư đã mở bên cạnh máy tính một tờ giấy màu hồng chói và một cái bì thư cùng màu cả hai đều đã được robin cho vào bì nhựa trong suốt stray để ý thấy chiếc nhẫn đính hôn khi cô đưa tay lên có người dọa giết anh cô nói à ờ ừ, stray đáp cô đừng lo cứ mỗi tuần lại có một cái như vậy nhưng đó là một thân chủ cũ không hài lòng hơi khùng ông ta nghĩ dùng giấy màu đó sẽ đánh lạc hướng tôi được thôi dù vậy anh cũng phải đi báo cảnh sát chứ để họ cười cho à chẳng có gì tức cười đây là thư dọa giết robin đáp và stray nhận ra vì sao cô ta lại bỏ lá thư cùng với phong bì của nó vào bì nhựa riêng hắn thấy hơi cảm động cô cứ xếp chung với mấy cái trước hắn nói chỉ tay về phía tủ hồ sơ trong góc nếu ông ta muốn giết tôi thì đã giết rồi trong đó, cô sẽ thấy ông ta gửi thư như vậy đã được chừng 6 tháng. Cô ở đây một mình ổn chứ, khi tôi đi ra ngoài? Tôi sẽ chịu được, Robin trả lời. Trai thấy hơi buồn cười vì trong giọng Robin có chút gì chua ngoa, cộng thêm sự thất vọng rõ rệt khi thấy hắn không hề có ý định lấy dấu vân tay trên lá thư màu hồng in hình mèo con chi chít. Nếu cô cần gì thì cứ gọi theo số di động của tôi trên danh thiếp ở trong ngăn kéo đầu tiên được rồi robin đáp không nhìn stray lẫn ngăn kéo nếu cô muốn ra ngoài ăn trưa thì cứ tự nhiên chìa khóa dự phòng ở đâu đó trong ngăn bàn ok hẹn gặp lại stray dừng lại ngay bên ngoài cửa gương trước lối vào toilet chật trội bụng hắn sôi lên nhưng hắn cảm thấy tác phong làm việc của robin cũng như cách cô quan tâm tới sự an toàn của hắn đều cần phải được ghi nhận quyết định ra quán ngồi rồi hãng tính tiếp, hắn đi xuống cầu thang. Ra tới đường, trai đốt một điếu thuốc, rẽ trái và đi ngang qua quán ba cà phê số 12 vẫn còn đóng cửa, ngược lên lối hẹp của ngõ Đan Mạch rồi băng qua trước tiệm bán đàn sặc sỡ tường dán đầy quảng cáo. Xa dần tiếng máy khoan ầm ầm không ngừng nghỉ vòng vèo quanh đám gạch đá và rác rưởi ngay trước center point hắn bước qua bức tượng freddie mercury vàng chóe trước cửa nhà hát dominion bên kia đường freddie mercury đứng cúi đầu một nắm tay giơ lên trong không khí trông như bị tà thần giữa tất cả sự hỗn loạn chung quanh mặt tiền hoa mỹ kiểu thời victoria của quán tottenham hiện ra ngay sau đám gạch đá và công trường xây dựng Trai đi tới, thấy dễ chịu khi nhớ tới cục tiền trong túi. Hắn đẩy mấy lớp cửa, bước vào một không gian kiểu Victoria trầm mặc với những chi tiết nội thất uốn lượn bằng gỗ sẫm màu và đồng thau bóng loáng. Vách ngăn kính mờ, băng ghế bọc da thuộc đã lên nước, gương soi mạ vàng, tượng thiên thần và sừng dê trang trí trong quán gợi lên một thế giới ngăn nắp đáng tin cậy. Trái ngược hẳn với đường xá bị đào sới bên ngoài. Chai gọi một vại đun ba và đem ra phía sau quán bia đang vắng vẻ. Hắn đặt cái ly xuống một cái bàn tròn cao, ngay dưới vòm kính lòe loẹt trên trần nhà, và đi thẳng vào nhà vệ sinh nam khai nồng nặc. Mười phút sau, khi thấy dễ chịu hơn nhiều, Chai đã uống hết một phần ban y bia, men bia làm hắn tê người, trong khi vẫn dã rời. Loại bia xứ con ngua này làm hắn nghĩ tới gia đình, sự yên ổn và bình an mà hắn đã đánh mất từ lâu đối diện Stry là một bức tranh khổ lớn lở mờ vẽ một thiếu phụ thời Victoria đang nhảy múa tay cầm hoa hồng. Cô gái trong tranh bẽn lẽn nô đùa, nhìn về phía Stry qua một lớp cánh hoa tung bay, bộ ngực tràn trề lấp ló dưới lớp áo màu trắng. Trông cô khác xa với một người phụ nữ thật cũng như cái bàn hắn đang ngồi hay người đàn ông béo phì tóc đuôi ngựa đang đứng bơm bia sau quầy bar. Stry lại miên man suy nghĩ về Salad. Salud là người thật không thể chối cãi, xinh đẹp, dữ dội như một con cáo cái bị dồn vào đường cùng, thông minh, đôi lúc rất hài hước, và theo lời ông bạn già nhất của Stry, là điên từ trong xương. Liệu lần này mọi thứ đã chấm dứt, thực sự chấm dứt hay chưa? Co mình mệt mỏi, Stry nhớ lại những hình ảnh tối qua và sáng nay cuối cùng Salad đã làm điều mà Stray không thể tha thứ được, và chắc hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn khi liều thuốc tê tạm thời này hết tác dụng. Nhưng trước mắt hắn vẫn phải đối mặt với vài chuyện thực tế. Mới hôm qua hắn còn đang ở chỗ Salad, một căn nhà nhỏ, sành điệu và đắt tiền ở đại lộ Holland Park. Điều đó cũng có nghĩa là kể từ 2 giờ sáng hôm nay, hắn đã trở thành kẻ vô gia cư tự nguyện. Bluey, dọn vô với em đi anh biết vậy là hợp lý mà. Như vậy anh có thể tiết kiệm thêm tiền trong khi gây dựng công việc và em có thể chăm sóc anh. Anh không nên ở một mình khi vẫn còn đang hồi phục. Đừng ngớ ngẩn thế Bluey, không còn ai gọi hắn là Bluey nữa. Bluey đã chết. Đây là lần đầu tiên trong mối quan hệ dài lâu và rắc rối này hắn lại là người bỏ đi trước. Ba lần trước đều do Salad đòi chia tay dường như cả hai luôn hiểu rằng nếu hắn bỏ đi nếu hắn đã thấy đủ rồi cuộc chia tay sẽ hoàn toàn khác so với tất cả những lần lớt đòi cắt đứt lần nào cũng đau khổ và lộn xộn nhưng không hề dứt khoát salert sẽ không dừng tay với hắn cho đến khi trả thù đến hả dạ như cảnh sáng nay lúc cô ta tìm ra hắn trong văn phòng cũng chỉ là màn khởi đầu cho những gì sắp xảy ra trong những tháng thậm chí là năm tới Hắn chưa thấy ai lại mê trả thù đến vậy. trai đi cả nhắc tới quầy bar, gọi thêm một vài bia nữa và trở về bàn, tiếp tục ủ rũ suy tư. Chia tay với Salad đã đưa hắn tới chỗ bần cùng. Hắn nợ nhiều quá, đến nỗi nếu không có John Bristow giờ đây hắn đã phải sách túi ngủ ra đường. Thực tế là nếu Gillespie đòi trả lại món nợ mà hắn đã vay để đặt cọc văn phòng thì trai sẽ không còn đường nào khác ngoài màn trời chiếu đất. Chào anh trai, tôi gọi xem mọi chuyện thế nào, vì tháng này tiền trả góp vẫn chưa thấy đâu. Anh sẽ trả trong mấy ngày tới chứ? Và cuối cùng, bởi vì hắn đã bắt đầu mổ xẻ sự thất bại của cuộc đời mình thì sao không làm luôn cả thể? Là dạo này hắn vệ ra gần cả chục ký lô, hắn không chỉ thấy mình béo ị và yếu sức mà còn cảm thấy áp lực tăng lên trên phần chân già đang đặt dưới bàn. Schai phải đi cả nhắc vì trọng lượng tăng thêm làm mỏm chân cụt bị chầy xước. Cuộc đi bộ xuyên qua London sáng sớm nay với cái túi nặng trên vai càng làm chân hắn đau hơn. Nhưng biết được cảnh cơ hàn đang đợi mình phía trước, Schai đã quyết định chọn cách đi rẻ tiền nhất. Hắn đến quầy gọi vại thứ ba trở lại bàn dưới vòng kính hắn rút điện thoại ra gọi cho một người bạn ở sở cảnh sát london mặc dù hắn mới quen vài năm nhưng đã trở thành thân thiết trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt cũng như salas là người duy nhất gọi hắn là bluey sĩ quan điều tra richard anstis là người duy nhất gọi stray là mystic bob anstis giống lên khi nghe tiếng hắn trên điện thoại có việc nhờ mày đây stray nói với anstis nói luôn đi Ai làm vụ Lula Landry? Anstis vừa tìm số điện thoại vừa hỏi chuyện công việc cái chân phải và vị hôn thê của Stry. Stry trả lời, nói dối về cả ba. Tốt lắm, Anstis nói vui vẻ. Ok đây là số của Oado. Tay đó cũng được, hơi tự cao, nhưng còn được hơn cha cover, cha đó tệ lắm. Tao sẽ nói trước với Oado. Tao sẽ điện ngay luôn nếu mày muốn. Trai lấy một tờ rơi quảng cáo du lịch ở kệ gỗ trên tường và ghi lại số điện thoại của Đồ ngay giữa hình mấy con ngựa hoàng gia. Khi nào mày tới chơi, Anstis hỏi. Đem cả salad nhé. Ừ, hay đó. Tao sẽ điện sau. Giờ bận lắm. Sau khi cúp máy, Trai ngồi suy tư thêm một lúc lâu, rồi gọi thêm một người quen lớn hơn Anstis nhiều tuổi và trong một giới hoàn toàn ngược lại. Nhờ ông anh một chuyện, Trai nói đang cần ít thông tin. Việc gì, tùy ông anh, thằng em cần chút gì để trao đổi với cớm. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 25 phút, có nhiều lúc cả hai đều im lặng, những khoảng ngừng càng về sau càng dài và căng thẳng hơn. Cho đến khi Stray có được mẩu thông tin tạm coi là địa chỉ và hai cái tên, hắn chép lại ngay giữa hình mấy con ngựa, và thêm một lời cảnh báo mà hắn không ghi lại nhưng nhớ rất kỹ hai bên chấm dứt khá vui vẻ, lúc này Stry vừa ngáp vừa điện cho Odo. Oado cầm máy ngay, giọng to và cụt ngủn. Oado, vâng chào anh, tôi là Cameron Stry và... Anh là ai chứ? Cameron Stry, Stry nói tên tôi. Ở ờ, Odo đáp. Anstis mới gọi, anh là tay thám tử tư. Anstis nói anh muốn hỏi về vụ Lula Landry. Đúng rồi. Trai nói tiếp cố không ngáp, mắt nhìn vào mấy tấm ván trần, trên có vẽ tranh cảnh chè chén say xưa, nhìn kỹ thì hóa ra là tiệc thần tiên trong vở giấc mộng đêm hè. Trong tranh có một người đàn ông đầu lừa. Tôi muốn lấy hồ sơ vụ đó. Oa đồ cười phá lên, anh mới cứu mạng tôi hả? Có mấy thông tin anh quan tâm? Tôi nghĩ biết đâu anh muốn trao đổi chút. Im lặng một lúc, tôi đoán chắc anh không muốn trao đổi qua điện thoại. Hẳn rồi, Stray đáp. Hôm nào hết giờ đi làm một vài ở đâu đó được không? Sau khi ghi lại tên quán bia gần Scotland Yard và đồng ý gặp đúng một tuần sau, nếu không sớm hơn được, Stray cúp máy. Trước đây Stray rất khác. Hai năm trước hắn vẫn có oai với nhân chứng và nghi can, giống như oa đồ vậy, một người luôn bận rộn hơn người khác và có quyền chọn cuộc phỏng vấn diễn ra lúc nào, ở đâu và bao lâu cũng như oa đồ, hắn không cần mặc đồng phục và lúc nào cũng toát ra vẻ công chức và uy quyền. Giờ đây, hắn là một thằng cà nhắc mặc áo nhăn nhúm, đổi chác với người quen cũ, xuống nước làm ăn với mấy tên cớm mà trước đây còn mừng rúm mỗi khi hắn gọi điện. Đồ khốn, chai nói to, vọng vào ly bia. Ly bia thứ ba hết vào nhanh chóng, chỉ còn một chút xíu dưới đáy. Điện thoại đổ chuông, số văn phòng hiện lên trên màn hình chắc là robin gọi nói chuyện peter gillespie đòi tiền hắn không trả lời robin để lại lời nhắn hắn uống cạn ly rồi đi ra đường phố sáng sủa và lạnh lẽo vỉa hè ẩm ướt những vũng nước ánh lên mỗi khi mặt trời ló ra khỏi mây stray đốt tiếp một điếu thuốc nữa ngay ngoài cửa quán tottenham vừa hút vừa nhìn đám công nhân sửa đường di chuyển quanh cái hố Hút xong, hắn lững thững về phố Oxford giết thời giờ, chờ cho đến khi giải pháp tạm thời đi về để hắn trở lại văn phòng ngủ một giấc.